Trong những video lần trước thì mình đã phân tích cho bạn về cái vấn đề mua điện thoại trả góp rồi. Đấy, thế thì ở trong cái video ngày hôm nay, trước khi vào cái số tư vấn điện thoại thì mình sẽ phân tích cho bạn qua về cái chương trình thu cũ đổi mới, liệu chúng ta có nên tham gia hay không. Đấy thì mình cũng nói luôn, đấy là khi mà bạn tham gia những cái chương trình thu cũ đổi mới tại các cửa hàng ấy thì cũng nói thẳng luôn, đấy là cửa hàng họ sẽ thu mua với mức giá thấp hơn so với ở thị trường. Đấy, cái này không điểm gì phải giấu giếm cả. Đấy, và chúng ta sẽ xem là khi mà cửa hàng thu cũ đổi mới lại xong, chúng ta cộng với cả cái giá mà họ trợ giá lên đời nó là bao nhiêu, thì sau đó chúng ta sẽ xem là so với giá thị trường như nào. Nếu như cái giá mà họ thu mua lại cộng với cả cái giá mà họ trợ giá mà nó cao hơn so với cả giá ở bên ngoài thị trường thì tội gì mà chúng ta tự bán ở bên ngoài thị trường làm cái gì. Thế còn trong trường hợp mà chúng ta đã cộng tất cả mọi thứ vào rồi mà nó vẫn rẻ hơn ý, thì chúng ta sẽ xem là cái mức rẻ hơn đó chúng ta có chấp nhận được hay không. Nếu chúng ta cảm thấy rằng là chấp nhận được thì chúng ta tham gia, còn nếu không thì không tham gia. Đấy là mình cũng phải chia sẻ thẳng thắn luôn. Thế thì như thế nào là cái mức độ mà chúng ta có thể chấp nhận được, thì mình nghĩ là đấy là cái sự đánh đổi về mặt thời gian. Nghĩa là sao? Giả sử như bây giờ có một cái iPhone đi, các bạn có thể bán được ở bên ngoài thị trường với mức giá là khoảng 10 triệu, nhưng khi các bạn tham gia cái chương trình thu cũ đổi mới cộng tất cả mọi thứ vào rồi, cửa hàng chỉ thu mua lại của bạn với mức giá là khoảng 9 triệu thôi, thì cái được của bạn ở trong cái chương trình thu cũ đổi mới này là gì? Đấy là bạn sẽ được tiền ngay và được việc ngay. Đấy. Còn nếu mà bạn giao ở trên mạng với mức giá là khoảng 10 triệu đi, thì bạn sẽ cân nhắc xem là cái mức giá đó bao nhiêu lâu bạn mới bán được. Đấy, bạn có cần phải bảo hành hay cam kết gì cho cái người mua kia nữa hay không? Đấy, rồi là giả sử như bạn tham khảo là một số cửa hàng khác là cái giá cái iPhone này của bạn là thực sự là 10 triệu, nhưng đấy là giá mà cửa hàng họ đang bán ra. Chứ còn bạn bán ra thì bạn sẽ phải không bao giờ bán được bằng giá cửa hàng bán ra đâu. Bởi vì là cửa hàng họ còn có cả chi phí nhân viên, chi phí mặt bằng, chi phí marketing, rồi là cả lấy lãi nữa. Cái này mình phải chia sẻ thẳng thắn luôn. Đấy, nên là chúng ta bán ra sẽ rất là khó có thể bằng giá mà cửa hàng bán. Nên là chúng ta sẽ phải cân nhắc kỹ xem là chúng ta có thực sự bán được với mức giá mà chúng ta kỳ vọng hay không. Đấy, nếu mà không bán được như thế thì tham gia thu cũ đổi mới. Còn nếu mà chúng ta bán được ấy, thì không nên tham gia. Đấy là chúng ta cứ phải thẳng thắn với nhau cái điều đấy. Còn ở đây thì mình có tham khảo tại website của Cellphonet ấy, thì cái chương trình thu cũ đổi mới của họ rất là linh hoạt. Thứ nhất, đấy là trợ giá lên đời lên tới là 4 triệu. Thứ hai, đấy là họ thu mua tất cả các đồ công nghệ và thu bất kể nguồn gốc. Đấy, nghĩa là ngày trước ấy có một số cửa hàng thì họ bảo là ôi, anh phải mua ở cửa hàng của tôi thì anh mới được tham gia này, hay là bắt buộc nó phải là iPhone cho Android lại không được tham gia này. Nhưng không, ở đây là Cellphonet họ bất kể nguồn gốc luôn. Hay là ngày trước có một số cửa hàng họ bảo là họ không thu mua hàng sách tay, họ chỉ thu mua hàng chính hãng thôi, thì ở đây Cellphonet là thu mua tất. Đấy, và tất nhiên họ cũng sẽ hỗ trợ là trả góp 0% và không phụ phí, thì mình nghĩ là cái đấy cũng là cái rất là hay. Và có một cái điểm nữa, đấy là khi các bạn nhìn vào những cái sản phẩm hàng cũ ở đây nhá, mà họ thu mua nhá, thì họ ghi luôn là cái giá thu mua cũ nó là bao nhiêu. Đấy, và khi mà các bạn kích vào ấy thì các bạn sẽ lựa chọn là ví dụ cái hàng của bạn là cái loại máy hoạt động bình thường hay là như thế nào. Đấy, hay là chầy xước nhẹ hay sao đấy, để biết được là cái giá dự kiến mà họ sẽ mua lại là bao nhiêu. Và tất nhiên nếu mà bạn là thành viên S member hay là thành viên S student thì sẽ còn có mức giá hấp dẫn hơn nữa cơ. Đấy, tất cả thông tin mình đã để phía dưới nhá. Đấy, thì đại loại là anh em cứ cân đối, cảm thấy hợp lý thì tham gia, còn không thì thôi. Đấy, kể cả cái video này có được Cellphonet tài trợ đi chăng nữa thì mình cũng vẫn phải thẳng thắn với anh em cái điều đấy. Ok, chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên trong số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Có bạn hỏi là: chào anh Dương, theo anh thì bao nhiêu lâu nên thiết lập lại cài đặt của nhà sản xuất cho điện thoại đang xài, và lưu ý những gì khi thiết lập lại như thế? Cảm ơn anh đã đọc, chúc anh mùa mưa tới đây đi làm không bị mắc mưa. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Không, cái này là mình rất thích đấy nhá. Mình rất sợ đi lại ở Hà Nội mà đường bị ngập luôn, rất nguy hiểm luôn. Rồi, thế thì cá nhân mình thấy là như này. Đấy là mình thường đấy nhá, với bản thân mình ý, mình sẽ chỉ khôi phục cài đặt gốc khi mà mình bán cái máy đấy đi, hoặc là khi mà mình trả cái máy đấy cho đối tác. Đấy, ví dụ như là các bạn biết là công việc của mình là review đúng không ạ? Đối tác sẽ gửi máy đến đây để cho mình làm video. Thế sau khi làm video xong ấy thì mình sẽ reset lại toàn bộ tất cả những gì liên quan đến mật khẩu cái thứ của mình, mình phải reset hết, khôi phục cài đặt gốc hết để mà sau đó mình trả lại cho đối tác, cho nhà sản xuất. Còn với những điện thoại của mình thì mình sẽ chỉ khôi phục cài đặt gốc khi mà nó một là nó quá đuối nhá, một là nó quá đuối, hai là khi mà mình bán máy đi thôi. Chứ còn không bao giờ trong quá trình mình dùng mà tự nhiên mình khôi phục cài đặt gốc để làm cái gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì là khôi phục cài đặt gốc như thế xong lúc sau mình lại phải cài đặt lại, nó rất là mất thời gian luôn. Và mình không đánh đổi cái thời gian của mình để có được cái cảm giác mà chúng ta nghĩ rằng
là nó sẽ nhanh hơn đâu. Không, mình không đánh đổi những cái đó. Đấy. Còn ở trong một cái video mà mình có làm cho các bạn về những cái cách để chúng ta có thể làm máy mượt mà hơn ấy, thì sau khi chúng ta làm tất cả mọi thứ rồi mà máy nó vẫn chậm, thì cái bước cuối cùng mới là khôi phục cài đặt gốc thôi. Nhưng mà lúc đấy mà máy nó phải lag giật lắm rồi thì mới khôi phục cài đặt gốc lại thôi. Chứ còn bình thường thì không nhé các bạn nhé. Mất thời gian lắm, đừng có để ý vào những cái đấy làm gì. Mình thấy là như thế này này. Có một số bạn, các bạn sử dụng điện thoại như này rất là khổ nhá. Các bạn nhìn này. Không biết là các bạn nhìn ở xa các bạn để ý thấy không? Nhưng mà có những bạn, các bạn dùng điện thoại rất là khổ. Các bạn vào phần đa nhiệm này. Tắt 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 tắt. Đấy, xong rồi gì nữa? Một tuần các bạn ấy kích vào cái nút nguồn này một lần. À, quên mất, các bạn kích vào đây, chọn cái mục gì ạ? Đây, kích vào đây, chọn cái mục khởi động lại máy. Đấy, khởi động lại thì bình thường thôi nhá. Và có những bạn thì các bạn lại khôi phục cài đặt gốc theo kiểu thường xuyên luôn, theo khi mấy tháng làm lần. Trời ơi, khổ như thế làm cái gì? Đấy, nó có được cái ích lợi gì đâu. Ví dụ như cái tắt đa nhiệm đấy, mình nói thật với các bạn chứ, các bạn bật lại nó còn tốn pin hơn ý. Đấy, hay như là trong suốt bao nhiêu năm sử dụng cái điện thoại của mình, chưa bao giờ mình phải khởi động lại máy, trừ khi cái điện thoại đấy của mình nó hết pin. Chứ còn tự nhiên bảo mình khởi động lại máy để làm cái gì? Đúng ạ. Đấy, khôi phục cài đặt gốc làm cái gì? Trời ơi, chúng ta cứ tự phức tạp hóa mọi thứ lên làm cái gì? Mình nghĩ là mình ghét nhất là mấy cái người mà cứ lên trên mạng xong rồi khuyên người ta làm theo cái cách này cách nọ, những cái cách mà trên lý thuyết như thế nó không thực tế một tí nào cả. Hay là khuyên là ở cái thời gian sạc pin là bao lâu phải rút sạc pin ra không sợ nó đau pin. Trời ơi, thốn cực kỳ luôn đấy. Và thực sự là mình chỉ cần thấy những thằng nào mà trên mạng nó nói thế, mình block ngay, các bạn block ngay cho mình, chặn luôn đấy cho đỡ mất thời gian các bạn ạ. Đấy, đấy, thế làm gì nó khổ ra. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Các bạn hỏi là: em chào anh ạ, em dành dụm được 5 triệu và muốn mua một con điện thoại dùng lâu dài tầm 3 năm. Em chỉ chơi những game nhẹ như là Liên Quân, PUBG, ngoài ra cũng chỉ lướt Facebook, TikTok. Em chỉ quan trọng hiệu năng và dùng lâu dài và quan tâm một chút về màn hình, còn lại là ngoại hình, camera, loa thì em không quan tâm lắm. Mời anh tư vấn cho em. Em cảm ơn anh nhiều, chúc anh và gia đình mạnh khỏe. Cảm ơn rất nhiều. Thực sự là nếu mà bạn chỉ quan tâm tới hiệu năng thôi thì mình sẽ có hai cái sự lựa chọn dành cho bạn. Thứ nhất, nếu mà là hàng sách tay thì sẽ làm con Redmi Note 12 Turbo nha bạn nhé. Con này chạy con chip Snapdragon 7 cộng Zen 2 vô cùng mạnh mẽ luôn. Đấy, bạn chỉ quan trọng hiệu năng, con này rất là mạnh. Bạn dùng lâu dài cũng được, màn hình nó cũng đẹp. Ngoại hình thì không được quá đẹp, nhưng mà bạn ngoại hình bạn cũng không có quan tâm. Camera thì bình thường thôi, loa thì được loa kép ấy. Đấy, nói chung là con này thì đáp ứng được tất cả các nhu cầu của bạn rồi. Và mình nghĩ là con này là ổn nhất. Thứ hai nữa là nếu mà là hàng chính hãng đi, thì mình thấy là Nubia Neo 2 là một con gaming phone được. Pin 6000, chip cũng được ở trong cái tầm giá này. Đấy, màn hình thì không phải quá đẹp, nhưng mà được cái là nó tần số quét cao, với thiết kế nó rất là gaming, hộp phụ kiện đầy đủ. Đấy, thì có hai con này. Nếu mà để mình lựa chọn chỉ một trong hai con thì mình sẽ nghiêng nhiều hơn với con Redmi Note 12 Turbo nhiều hơn. Đấy, còn nếu mà chúng ta phân biệt rất là rõ ràng chính hãng và sách tay thì đấy, mình đã nói rồi đấy. Sách tay thì là Redmi Note 12 Turbo, còn chính hãng thì sẽ là Nubia Neo 2. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Các bạn hỏi là: vào mùa hè này với tầm giá 10 triệu thì có nên mua iPhone 13 lướt hay không? Mong anh cho lời khuyên và chúc anh nhiều sức khỏe. Cảm ơn rất nhiều. Thực ra là giá này mình thấy là mua được, không đến mức độ phải wow lên đâu, nhưng mà mình nghĩ là mức giá này là một mức giá mua được. Tại vì iPhone 13 bây giờ thì nó tầm khoảng trên dưới 13 triệu. Thì hàng cũ nó tầm khoảng 10 triệu thì là hàng mới nó đang lệch, nó đang đắt hơn so với cả hàng cũ. Nếu mà xét ở trên cái giá của hàng cũ nhé, thì nó là 30%. Còn nếu mà xét ở trên cái giá của hàng mới thì 3 chia cho 13 thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 23%. Và mình nghĩ là với cái khoảng cách chênh lệch tiền giữa hàng cũ với hàng mới như thế là được, đủ để cho mình có thể ưu tiên mua iPhone 13 hàng lướt rồi. Đấy, tuy nhiên là các bạn cần phải chú ý như này này. Đấy là đối với cả những cái iPhone hàng cũ như này thì có một số cửa hàng họ ghi rất là rõ ràng là hàng nó là bao nhiêu. Và thường là họ sẽ ghi là cái mức giá này là mức giá dành cho phiên bản rẻ nhất. Thế thì bạn sẽ xem ra là thế nếu mà nó sức ít hơn thì giá nó sẽ là bao nhiêu này. Cái pin nó ít chai hơn thì giá nó sẽ là bao nhiêu này. Hay là bạn lựa chọn các màu sắc, đại loại là bạn lựa chọn cái phiên bản maximum cho mình đi để xem là giá là bao nhiêu. Nếu mà bạn lựa chọn những cái phiên bản maximum đấy mà tự nhiên giá nó đội thêm khoảng vài triệu nữa thì thôi, mua hàng mới cho lành. Còn nếu mà không ấy, thì chúng ta mua cũ thì cũng được. Giả sử như bạn bảo là 10 triệu này đã là cái giá cho cái phiên bản gọi là maximum của nó rồi thì ok, mua được. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Các bạn hỏi là: cháu chào chú Dương, hiện nay cháu đang là học sinh sinh viên, muốn đổi sang một chiếc iPhone màn hình to và pin trâu thì chiếc nào ổn trong tầm giá dưới 15 triệu? Cháu chúc chú sức khỏe và thành công trong công việc. Cảm ơn bạn rất nhiều. iPhone 14 Plus nhé bạn nhé. Rất nhanh chóng rồi, iPhone 14 Plus. Đấy, và thực ra là lúc đầu mình định nghĩ đến 13 Pro Max ấy, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà học sinh sinh viên mà mua con đó mà nhỡ may thôi
mà nó có xảy ra lỗi màn hình ấy, thì đối với học sinh sinh viên thì gần như là cái khả năng mà chúng ta sửa cái màn hình đấy là mình nghĩ là sẽ phải mất mấy tháng tiền ăn đấy. Nên là thôi 14 plus cho nó hợp lý. Rồi, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Các bạn hỏi là, cho em hỏi mặt lưng da sinh học hay là mặt lưng gốm tốt hơn vậy anh? Thế thì các bạn bảo là mặt lưng gốm có khả năng hỏng cao hơn mặt lưng da sinh học. Thế thì cá nhân mình thấy như này này. Đầu tiên ý, là nếu mà chúng ta chỉ sử dụng máy trần nhá, chưa nói đến việc sử dụng ốp lưng nhá, chỉ sử dụng máy trần thì mỗi một cái mặt lưng đều có ưu nhược điểm riêng. Ví dụ như là mặt lưng gốm ấy thì nó sẽ có cái ưu điểm đấy là nó chống sức được tốt hơn. Mặt lưng da sinh học thì cái nhược điểm của nó sẽ là nó rất dễ bị mủn theo thời gian, đặc biệt là bạn nào mà hay ra mồ hôi tay nhá thì mặt lưng da sinh học này sợ lắm, nó dễ bị mủn lắm. Đấy. Tuy nhiên mặt lưng da sinh học thì sẽ có ưu điểm là cái cảm giác cầm nắm và nó đỡ trơn hơn mặt lưng gốm. Mặt lưng gốm nếu mà cầm thông thường mà bạn nào mà hay ra mồ hôi tay nó trơn vô cùng luôn nhá, các bạn chú ý nhá. Còn mặt lưng da sinh học thì cầm vào nó rất là bám tay luôn, mềm, thích, nhưng mà chỉ thích ở trong thời điểm đầu thôi. Còn dùng vài năm là biết tay nhau ngay. Còn nếu như bạn mà sử dụng ốp lưng ấy thì mặt lưng nào cũng như vậy thôi mà. Đúng không ạ? Bởi vì là sử dụng có ốp lưng thì kính hay là nhựa hay là kim loại hay là gốm hay là da sinh học thì cũng đều cầm qua ốp lưng là nhựa hết. Nên là nếu mà sử dụng có ốp lưng thì là như nhau hết. Đấy, vậy nên là chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến việc là không sử dụng ốp lưng thôi. Chứ còn cái việc bảo là mặt lưng gốm có khả năng hỏng cao hơn ấy thì mình nghĩ là với cái điều kiện là nếu mà bạn nhỡ may bạn để rơi máy mà lại không đeo ốp lưng ấy thì nó có thể nó sẽ dễ bị vỡ. Chứ còn mặt lưng da sinh học thì nó sẽ đỡ bị vỡ hơn. Nhưng mà nếu mà đã đeo ốp lưng vào rồi thì không phải lo đâu. Ngày trước mình cũng dùng cái con Oppo Find X5 Pro mặt lưng gốm có vấn đề gì đâu, mà mình cũng rơi mấy lần rồi. Đấy, nên mình nghĩ là mỗi một cái đều có ưu nhược điểm thôi, và bạn sẽ xem là cái ưu điểm nào nó cần hơn. Thực sự là ví dụ như với cá nhân mình nhá, nói thật là mình thích cái mặt lưng gốm hơn. Đấy là với cá nhân mình là mình thích cái đấy hơn. Tại vì mặt lưng da sinh học có thể thích ở thời điểm đầu đấy, nhưng mà dùng về lâu về dài dễ bị mủn, mình không thích cái điều đấy. Rồi, và như vậy là câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.